Có thể thấy nhiều năm qua, Hà Nội đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, làm nhiều dự án thoát nước quy mô lớn. Tuy nhiên, tình trạng thủ đô cứ mưa là ngập vẫn diễn ra, khiến người dân vô cùng ngán ngẩm bức xúc. Câu hỏi vì sao lại xảy ra nghịch lý này? Giải pháp nào để tránh ngập úng cho các vùng trũng thấp? Một phần câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp theo của chúng tôi. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, hiện nay Hà Nội còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng, bao gồm phố Nguyễn Khuyến, khu vực cổng trường Lý Thường Kiệt, phố Hoa Bằng, đoạn từ số nhà 91 đến số 97 và số nhà 54 đến số 58, ngã tư Phan Bội Châu Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, phố Cao Bá Quát, đoạn trước cửa công ty môi trường đô thị, phố Thụy Khuê, đoạn dốc La Phò, phố Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, phố Nguyễn Chính, đoạn từ ngõ 74 đến cống hóa Mương Tân Mai, đại lộ Thăng Long, đoạn ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 3, 56, km 9 cộng 656, nút giao An Khánh, đường Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên 1 đến xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm, đường Hoàng Như Tiếp. Để giải quyết tình trạng ngập úng, Hà Nội đã và đang triển khai 3 dự án thoát nước với tổng số tiền hơn 19.000 tỷ đồng, gồm dự án thoát nước Hà Nội, dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa Hà Đông và dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc. Tuy nhiên hiện nay các dự án này còn nhiều vướng mắc, chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước hiện tại. Hiện nay trong 3 dự án dự kiến thì mấy cái trạm bơm nghĩa là đang triển khai, thì các chị đã biết thì nay trạm bơm nghĩa đang triển khai và cũng chưa hoàn thành. Chính vì vậy mà cả khu vực ngoài ra thì đối với các dự án thành phần ở trong cái lưu vực của Tây Nam Hà Nội khoảng 110 cây số vuông là cũng chưa được triển khai nhiều, mới là các cái triển khai các cái dự án manh mún chủ yếu các khu đô thị. Còn đối với các cái tuyến tiêu thoát lớn và những cái trạm bơm đầu mối thì cơ bản là chưa triển khai. Theo đánh giá của công ty thoát nước Hà Nội, lượng mưa những ngày qua trên địa bàn thủ đô so với trung bình nhiều năm có nhiều điểm bất thường. Lượng mưa trung bình ngày 23 tháng 5 ở nội thành Hà Nội từ 80 đến 180 mm một ngày, ngoại thành từ 80 đến 200 mm một ngày. Trong ngày 24 tháng 5, mưa lớn vẫn tiếp diễn gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực. Trong khi đó, hệ thống thoát nước khu vực phía Tây Nam Hà Nội chưa đồng bộ, dẫn tới tình trạng ngập lụt dễ xảy ra khi mưa lớn trong nhiều giờ. Vướng nhất đó là khu vực đại lộ Thăng Long. Đây là khu vực mà hoàn toàn tự chảy, phụ thuộc vào mực nước sông Nghệ và sông Cầu Ngà và không chưa có trạm bơm nào. Theo quy hoạch S3 thì khu vực này có một trạm bơm Đào Nguyên, nhưng trạm bơm Đào Nguyên chưa được đầu tư. Và hiện nay toàn bộ hệ thống thoát nước của chúng tôi được giao quản lý thì toàn bộ là chảy ra hệ thống mương nông nghiệp. Và đối với cái khu vực này thì do cái cao hộ độ cao trình cái mặt hầm nó thấp, cao độ trình từ 4.9 cho 5.2, trong khi đó thì mực nước sông Nhuệ như ngày hôm qua là đến 5.0, cho nên là khi như vậy mực nước sông Nhuệ đã cao bằng và có cao hơn cái hầm, nên việc xảy ra úng ngập là việc rất dễ xảy ra. Còn theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực nội thành có diện tích khoảng 300 km vuông, tuy nhiên hiện mới có hệ thống thoát nước lưu vực các sông Tô Lịch, Lừ, Xét, Kim Ngưu với diện tích 77.5 km vuông, gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và một phần các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, có thể giải quyết tiêu thoát nước khi xảy ra những trận mưa có cường độ 300 mm trong 2 ngày. Khu vực còn lại chủ yếu thoát nước bằng tự tiêu, tự chảy. Bài toán căn bản để giải quyết cho cái thoát nước Hà Nội đều bài toán rất khó. Trước tiên để mà lâu dài thì đề nghị là phải đẩy nhanh các cái tiến độ thực hiện các cái trạm bơm đầu mối, đặc biệt là phía Tây Nam, phía Long Biên, trạm bơm đầu mối cần phải được triển khai đưa vào sớm để giải quyết. Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Trong khi những dự án chống ngập, thoát nước vẫn ì ạch, dậm chân tại chỗ, thì cảnh tượng đường phố Hà Nội hóa sông sẽ còn tiếp diễn, chưa biết đến bao giờ mới dừng lại.